Máy này lưu đấy đặt tên được. Nó chào con, nó chỉ ngon thế thôi. Nè. Nhiều máy quá thì anh lâu ngày anh không dùng nó mình đâu. Cũng phải bấm đi chứ đâu phải là đấy đâu. Mỗi máy nó bố trí một kiểu. Đúng rồi. Delay là cái gì đúng? Delay là delay màn hình. Không, giờ anh đang làm cái gì? Chỉnh giải đúng không? Chỉnh giải. Chỉnh giải phải qua cái ô côn hướng dẫn một đường đi, đi làm nhỏ. Cứ đi sờ. Đang làm cái tổ chức là đây là 20, đó là cái đây 20.